Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Hạ và mình ở Hiroshima nên kênh của mình tên là Hạ Hiroshima. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thì nay là cũng là gần cuối tháng 2 rồi, thì các em du học sinh chắc là cũng sắp phải tốt nghiệp rồi chuyển trường mới, hoặc là tốt nghiệp rồi đi xin việc làm thì sẽ phải chuyển nhà. Thì video lần này mình sẽ nói về chủ đề là khi chuyển nhà mình cần làm những cái thủ tục gì. Lúc mà mình mới qua Nhật á, thì lúc thời điểm đó không có ai hướng dẫn cho mình hết. Nên hy vọng cái video lần này sẽ giúp ích được cho các em, những ai đang cần tìm thông tin này nha. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Let's go. Thì cái việc đầu tiên quan trọng nhất đó là chúng ta làm giấy chuyển nhà ở trên ủy ban quận, ở là Kyakusho. Về cái thủ tục chuyển nhà thì các bạn cần nhớ cho mình một cái điểm chính. Đó là khi các bạn chuyển nhà mà trong cùng một si, từ cư này sang cư khác cũng được, nhưng mà trong cùng một si thì các bạn chỉ cần làm một cái giấy chuyển nhà thôi. Còn khi các bạn chuyển từ si này sang si khác thì các bạn phải làm hai cái giấy, đó là giấy chuyển ra ở chỗ cũ và giấy chuyển vào ở chỗ mới. Như bạn sợ là mình không biết tiếng Nhật, mình không biết làm sao, không sao hết. Các bạn chỉ cần lên đó và ngay chỗ Uketsuke, là ngay chỗ quầy tiếp tân á, các bạn cứ nói là Hikoshi desu, Hikoshi desu, thì người ta sẽ biết là các bạn muốn làm cái giấy tờ gì. Thì lúc đó các bạn cần chuẩn bị cho mình là cái thẻ lưu trú của các bạn ha. Thì cái thẻ lưu trú này trên đó sẽ có địa chỉ sẵn rồi, địa chỉ hiện tại của các bạn. Thì các bạn kèm thêm một cái giấy memo, cái giấy ghi chú cái địa chỉ mới mà các bạn sắp đến, sắp chuyển đến. Đó, thì tới đó, tới quầy tiếp tân các bạn cứ đưa ra cho người ta, thì người ta sẽ hiểu là các bạn cần làm cái thủ tục chuyển nhà, thì người ta sẽ đưa cái giấy cho các bạn. Trường hợp mà trong một cùng một cư á, thì nó sẽ có cái giấy là Tenkyo Todoke. Ten là di chuyển ha, kyo là sinh sống, todoke là đơn xin. Còn khi mà các bạn chuyển từ cư này sang cư khác á, thì nó có một cái giấy gọi là Kukan Ido Todoke. Kukan là giữa quận này với quận khác ha, Ido là di chuyển, todoke là đơn xin. Thì các bạn làm một thủ tục là ở chỗ mới hoặc chỗ cũ cũng được. Rồi còn trường hợp mà các bạn chuyển từ si này sang si khác á, thì các bạn phải làm hai cái đơn ha, là ten shutsu todoke, có nghĩa là đơn xin chuyển ra, và các bạn lên cái chỗ cái ủy ban mà quận mà các bạn hiện tại đang sống á, các bạn sẽ xin làm cái đơn là xin chuyển ra. Thì khi bạn các bạn làm thủ tục xong thì người ta sẽ đưa cho bạn một cái giấy chứng nhận, đó là ten shutsu shomesho, là cái giấy chứng nhận chuyển ra đó. Bạn lên cái ủy ban quận ở chỗ mới, bạn sẽ nộp cái giấy chứng nhận là đã chuyển ra đó, bạn sẽ nộp cho người ta, và bạn làm thêm một cái đơn là Tenyu Todoke, là chuyển vào ha, Tenyu Todoke. Khi mà mình đi lên cái Kyakusho để mà làm thủ tục á, các bạn nhớ đem theo là thẻ lưu trú, thẻ bảo hiểm và cái My Number, cái thẻ số cá nhân của mình ha, và con dấu nữa, yên căng nha. Thì khi mà các bạn đến quầy tiếp tân, các bạn nói là Hikoshi, thì người ta sẽ đưa cho một các bạn một cái đơn. Cái đơn như thế này. Đây là cái đơn mẫu ha. Kore kara no jūsho, là ở trên đây là địa chỉ mới ha. Kore kara no jūsho. Ở dưới đây là imamade no jūsho, là địa chỉ cũ ha. Địa chỉ mới, địa chỉ cũ. Rồi ngày tháng năm sinh, họ tên. Vậy thôi, đơn giản, rất là đơn giản. Các bạn không biết, các bạn cứ hỏi nhân viên, người ta sẽ chỉ cho. Nhân viên ở đây người ta rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Các bạn cứ hỏi là cái này là viết cái gì, cái này viết cái gì, thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Về những cái thủ tục mà xin đổi địa chỉ á, thì chúng ta phải làm trong vòng 14 ngày nha. Trong 14 ngày. Rồi cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên bưu điện. Bưu điện để xin một cái giấy là để chuyển những cái thư từ bưu phẩm từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới. Ở bên Nhật rất là hay các bạn, họ sẽ có cái dịch vụ là tự động chuyển thư từ bưu phẩm gửi đến địa chỉ cũ á, sẽ tự động chuyển đến cái địa chỉ mới cho bạn, nên bạn cần phải làm cái đơn này. Nếu bạn không làm cái đơn này thì họ sẽ không chuyển đâu nha. Và đặc biệt là chỉ là những cái thư từ bưu phẩm gửi qua bưu điện Nhật Bản thôi, còn mà Tokyu Bin, Yamato hay là Sagawa thì họ sẽ không có chuyển cho bạn đâu. Thì khi đến bưu điện các bạn cũng sẽ nói là Hikoshi desu, Hikoshi desu, người ta sẽ đưa cái này cho các bạn nè. Đây là cái Tenkyo Todoke, cái này cũng gọi là Tenkyo Todoke luôn ha. Thì cái giấy này bên này nó có cái mẫu ghi cho mình á, nó cũng rất là đơn giản, ghi cái ngày bạn nộp đơn nè và cái ngày bạn muốn bắt đầu nhận thư từ bưu phẩm theo cái địa chỉ mới đó. Thì các bạn ghi ngày tháng và địa chỉ cũ, địa chỉ mới,
và cái họ tên của mình. Ví dụ như cái trường hợp bạn nào mà sống chung hai ba bạn cùng một địa chỉ á, mà chỉ có một mình chuyển đi thì mình ghi cái tên của mình thôi. Thì cái đơn ở bưu điện á, các bạn sẽ phải nộp cái đơn này, xin cái đơn này trước từ 3 đến 7 ngày trước cái ngày mà các bạn chuyển đi. Tại vì người ta phải cần có cái thời gian để người ta thụ lý hồ sơ, chứ không phải các bạn nói hôm nay là ngày mai các bạn người ta có thể chuyển sang cái địa chỉ mới liền cho các bạn được. Đó, nên là nhớ từ 3 ngày đến 7 ngày nha. Tất nhiên là chỉ trong vòng 1 năm thôi nha. 1 năm thì trong vòng 1 năm đó các bạn phải lo liệu những cái chỗ nào đó, những cái chỗ nào mà liên quan tới địa chỉ của mình á, thì các bạn phải lo liệu sắp xếp để nhắn người ta là nhắn cái người ta bạn đã chuyển qua cái địa chỉ mới rồi. Tiếp theo là những cái thủ tục các bạn cần phải làm, đó là gọi lên cái chỗ công ty điện nước ga để xin cắt tạm ngưng sử dụng ở cái chỗ cũ và mở điện nước ga ở chỗ mới. Thì các bạn nhớ cho mình một cái từ đó là tạm ngưng sử dụng, đó là TC, và mở lại bắt đầu sử dụng là CO KC. Các bạn xem trên cái bill á, cái bill tiền điện nước ga nó sẽ có cái số điện thoại đó, thì các bạn sẽ gọi đến đó, đến cái chỗ đó, và các bạn nói là, thực ra là bên đó người ta nói rất nhiều tiếng Nhật lắm, nhưng mà các bạn chỉ nói những cái ý chính, đó là các bạn muốn tạm ngưng là denki shio teishi onegai shimasu. Bắt đầu là bên kia họ sẽ hiểu và họ sẽ kêu bạn đọc địa chỉ và cái ngày mà các bạn muốn tạm dừng sử dụng, thì các bạn sẽ nói với họ ha, họ tên rồi số điện thoại. Đó, thì là điện nước ga thì cũng giống như nhau. Rồi còn mà khi mình chuyển sang cái chỗ mới á, các bạn cũng gọi lên để mở lại điện nước ga để cho mình xài ở chỗ mới, thì cũng là shio kaishi onegai shimasu. Thí dụ như là điện thì là denki no shio kaishi onegai shimasu, hoặc là ga thì là gasu no shio kaishi onegai shimasu, nước thì là suido no shio kaishi onegai shimasu, là người ta sẽ làm cái thủ tục mở điện nước cho bạn dùng. Nhưng mà các bạn nhớ là những cái thủ tục này cũng phải là gọi sớm nha, để mình khi mình chuyển tới là mình có mình xài, chứ không phải mình chuyển vô mình mới gọi thì họ chưa có mở kịp đâu. Cái phần mà điện nước ga này á, nếu như mà nó khó thì các bạn có thể nhờ cái chỗ bất động sản, cái chỗ mà các bạn thuê nhà đó, thì họ sẽ có thể hỗ trợ được các bạn. Còn không thì mình cứ tự gọi đi, mình cũng đơn giản, không có gì khó đâu, các bạn tự gọi được. Thì ban đầu các bạn đăng ký thẻ ngân hàng ở địa chỉ cũ á, thì bây giờ mình đổi sang địa chỉ mới rồi, có địa chỉ mới trên thẻ lưu trú rồi, thì bạn cầm thẻ lưu trú và con dấu ra ngân hàng để các bạn làm thủ tục đổi địa chỉ. Thì từ đây về sau có cái những giấy tờ mà liên quan bên ngân hàng thì người ta sẽ gửi cho các bạn bên địa chỉ mới ha. Nói chung là những cái quan trọng đó là mình đi lên ủy ban để làm giấy tờ chuyển nhà. Cái thứ hai là bưu điện ha, và những cái bưu phẩm thư từ quan trọng nó sẽ được chuyển sang địa chỉ mới cho mình. Cái thứ ba là gọi điện nước ga, và cái thứ tư là đi ngân hàng. Thường thì người Việt của mình rất là đụng tới giấy tờ rất là sợ, mà ngay cả sợ phiền này nọ, nhưng mà ngay cả bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà những cái giấy tờ gì mà chúng ta bắt buộc phải làm, cái nghĩa vụ thì mình phải làm. Tại vì từ đầu mà mình không làm thì mình đỡ lúc đó thôi, nhưng về sau nếu như mà có những cái giấy tờ mà đụng tới địa chỉ nhà thì rất là phiền luôn. Nên là lúc đầu ta làm luôn một lần đi cho nó khỏe nha. Có nhiều học trò cũ của mình hay nói là không có biết tiếng Nhật á nên sợ, nên là nhờ senpai dẫn đi. Nhưng mà bên này á thì đâu phải ai cũng rảnh, với lại đâu phải ai cũng phù hợp cái giờ mà mình rảnh, nên là cái gì mình tự làm được thì mình cố gắng tự làm trước nha. Các bạn có thể là lưu cái video này lại, khi nào các bạn cần các bạn mở ra xem những cái từ vựng hay là những cái từ ngữ, những cái cách nói như thế nào các bạn xem lại. Còn nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận dưới video này, mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn nha. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích thêm một cái chút xíu, một cái phần thông tin nếu mà các bạn đang tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.